Hào sữa nướng ngũ vị mà đồng giá 2k một con thôi đó mọi người, có tin được không? Còn sốt phô mai với trứng muối thì đồng giá 3k một con thôi nha. Hello mọi người, mình là Vi Thích Review đây. Quán tôm Hồng Hè phố này lại tiếp tục tung ra nhiều ơi là nhiều mấy cái khuyến mãi siêu hời luôn á. Các món nghêu sò ốc hến ở bên đây dao động chỉ từ 29 cành thôi, và đặc biệt là má heo nướng này có 59 cành một cái thôi. Cua Cà Mau hấp này đồng giá 39k một con thôi nha, và bao ăn một đổi một luôn đó. Nếu mọi người muốn chế biến món khác thì phụ thu thêm là 10k nè. Và đặc biệt bên quán còn đang có chương trình tặng nửa ký sò dẻo nướng cho bàn 4 khách trở lên nha, áp dụng cho tới hết ngày 2 tháng 12 luôn. Bữa nào mà thèm ốc là rủ nguyên đám bạn qua bên đây liền luôn, không có chần chờ gì nữa hết á. Hôm Vi đi trời mưa mà quán khá là đông khách đó nha. Cái dĩa ốc bóng tay uống nu gì đó có 29k hà, mà đặc biệt là người ta làm khá sạch, không có còn cát đó mọi người. Đây đây thằng bạn tao chỗ tài nè, tách sò huyết nghe mà cũng đỉnh á. Nói chung là mặt bằng ở hẻm 51 mà cái giá như vậy là Vi thấy khá là hời luôn á. Cái dĩa càng ghẻ gan muối này nè cũng khá là nhiều mà có 49 cành thôi. Nói chung là đi 3-4 đứa kêu một đống món ăn á, nó ứ hự luôn mà xe ra đứa không có còn nhiều hết á. Riêng về cái phần cua này không biết làm sao chứ hôm mà Vi đi là khá là chắc thịt mà nó còn có gạch nữa. Ồ ồ coi con ốc móng tay này nè, nó uống nu gì đâu á nghe. Rồi thôi bây giờ mình kết màn với cái lẩu đầu cá hồi 99k này nè. Trời mưa mà ăn vô cái lẩu nó ấm ấm ngon sao đâu á. Không gian quán Vi thấy cũng khá là rộng rãi, có trên lầu nữa đó mọi người. Rồi rồi thấy được cái clip này của tôi thì qua đây ăn hào liền đi nha. Và đây là tôm Hồng Hè phố nằm ở hẻm 51 bờ hồ Bún Sáng, Cần Thơ.